Vì sao cùng một nơi, cùng một ngành hàng, tiệm này đông, shop kia vắng? Vì sao 4-5 người ngủ cùng chung một nơi, người kia bị phá, người này thì không? Những việc này chỉ khi ai từng trải qua mới có cảm nhận chân thực. Chuyện này càng không nên khuyên người không muốn tin. Giả dụ chữ phúc để ngược, người không hiểu cho rằng tranh này treo sai. Chúng ta bật tivi lên. Tivi là một không gian, mỗi kênh trong tivi là một cõi. Tương tự như thế, trong vũ trụ bao la có muôn vàn hành tinh, hàng vạn cõi. Trong đó, cõi người âm là cõi gần tai nhất. Việc cúng kiến phù hợp cho người cõi khác là hành động tôn kính. Cúng kiến không sát sanh, không tổn hại đến người khác, không cầu khẩn thỏa hiệp về tài lộc là cúng ít được nhiều. Nếu có người nói này nói nọ mà họ cho ta vài đồng, cho ta lời chân thiện thì nên lắng nghe họ. Ngược lại, nếu chỉ nói ra nói vào từ cái nhìn vọng tưởng, đừng trách họ, họ là Bồ Tát thị hiện cho ta học pháp nhẫn. Thật không dễ dàng chia sẻ thông tin nhạy cảm này. Khải Toàn luôn tâm niệm làm lành lợi cho người trước khi lợi cho mình, không tổn hại đến ai khác trước khi cúng kiến hay khẩn cầu thần linh. Tâm lượng của ta phải rộng lớn, cầu cho người trước khi cầu cho mình. Nghĩ thiện, nói thiện, hành thiện thì duyên lành sẽ đến. Cân bằng được đời sống thường nhật với những người bên cạnh ta là cân bằng phần dương, rồi mới đến cân bằng thế giới tâm linh là phần âm. Âm dương bình hòa là cảnh giới của tự tại. Khải Toàn chia sẻ từ kinh nghiệm bản thân, từ người thầy tâm linh của mình và những chia sẻ chân thật từ các vị gia chủ thiện lành. Kinh Phật có nhắc đến 6 cõi luân hồi. Người còn tại thế là cõi người, là người dương. Người mất chưa siêu, họ ở cõi khác là người âm. Cúng kiến chư Phật hay cúng kiến cho vong linh tuy khác nhau về hình thức nhưng cùng ý nghĩa cung cấp dưỡng nuôi. Tục lệ cúng vào 2 ngày mùng 2 và mùng 6 xuất phát từ tín ngưỡng. Từ những người làm ăn buôn bán thời xưa, họ cho rằng có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Họ cúng thức ăn cho người cõi âm, hy vọng không bị đói, họ không quấy phá để việc làm ăn buôn bán được thuận lợi. Không ít người đặt ra câu hỏi có nên cúng vong trước nhà vào mùng 2, 16 hay không? Cúng vào hàng tháng có nên cúng hay không? Nếu trước đây đã cúng, chẳng may quên cúng có sao hay không? Việc cúng vào mùng 2 và 16 âm lịch hàng tháng này phúc hay họa còn tùy vào sự thấu đạt. Khải Toàn tùy thuận chư vị có tâm thành cúng kiến, chia sẻ trong khả năng, tích lũy từ kinh nghiệm bản thân và rất nhiều thông tin từ những vị gia chủ đã chia sẻ. Việc cúng kiến này nên từ tâm thành thì việc sẽ ứng. Hiểu được giá trị vì sao nên cúng, nếu chỉ nghe người khác bảo phải cúng thì không nên. Nếu trước đây đã cúng, sau khi xem qua bài này các bạn có thể thêm vài ý nghĩa tự gia tăng cho mình phước báo. Bài cúng Khải Toàn chia sẻ nêu rõ 3 đề mục: cúng phù hợp đến đúng đối tượng, bài khấn khai thị vong linh và khai thị cả người cúng, cúng từ tâm thành. Khoa học ngày nay có thể mang lại cho con người sự tiện nghi, sự hiện đại về vật chất. Tuy nhiên, khoa học không thể giải mã giấc mơ và nhiều việc khác nữa. Ngay cả việc chúng ta được sống đã là một sự kỳ diệu. Và hiển nhiên, khoa học không phải là một phương tiện cứu cánh khổ đau, không phải phương tiện đoạn trừ phiền não. Vì khoa học đơn thuần là một tôn giáo cơ bản cho những ai đang trong giai đoạn tin vào ngũ ấm ma của mình. Việc cúng kiến cho người thế giới bên kia là một sự chia sẻ, cung cấp cho tâm của người cúng, dưỡng nuôi cho vong linh ở nơi cõi trần chưa siêu thoát được. Họ cảm mến, họ sẽ trả ơn. Nhưng các vị nên biết, cúng cho ai, việc gì, ở đâu, khấn như thế nào thì cúng ít được nhiều. Vị thầy tâm linh đã chia sẻ với Khải Toàn, vong linh họ cũng có hội có nhóm, người cúng không khai báo cụ thể cho ai, khu vực nào, nhờ ai chứng giám,
xính lễ cúng ấy không khéo bị cướp mất. Những vong linh ở trong cung viên không nhận được, họ lại sanh tâm oán giận. Nếu trước đây chưa từng cúng, chưa hiểu rõ việc này thì không nên. Nếu đã cúng thì nên giữ. Tuy nhiên xính lễ không nên sát sanh. Thêm lời khai thị thì cúng ít được nhiều. Các vị chuẩn bị bánh trái hoa quả. Bài khấn: mình là ai, mình ở đâu? Con xin cung thỉnh chư vị khúc mặt khúc mày, những vong linh chưa siêu thoát, nếu có ở trong nhà và các vị ở trước, sau, trái, phải trong khuôn viên của nhà, cùng hưởng hoa quả, bánh trái, kính xin chư vị thổ thân thổ địa, chư vị hộ pháp chứng giám. Con phát tâm từ lòng thành, xin chư vị khuất mặt khuất mài ở trước, sau, trái, phải nhà, nhận ít xính lễ, cầu cho chư vị sớm siêu thoát về cõi lành, cầu cho người người được an lành, gia đạo an ổn, trên thuận dưới hòa, cầu cho công việc thuận lợi, làm ăn suôn sẻ, gặp được quý nhân, tiêu trừ bệnh tật, gặp dữ hóa lành. Con xin nguyện sống thiện, nghĩ thiện, nói thiện, xin trời Phật gia hộ. Kèm theo lời khấn này là những chân ngôn biến thực, cam lồ thủy, tức biến thức ăn và thức uống thành nhiều. Tóm lại, nếu chưa tìm hiểu việc cúng kiến lại còn sát sanh thì các vị không nên cúng. Các vị có thể khấn nguyện cho họ sớm về cõi lành. Mời các bạn đón xem video chi tiết ở bài sau. Khải Toàn cảm ơn, chúc các vị tâm thân an lạc.